Xin chào cô chú anh chị, hôm nay mình vào bếp cùng nấu món canh chua tép, chả cá thác lát và món tép gan muối ớt nha. Rồi chảo nóng lên, cho dầu tỏi vô, vàng mình bỏ tép vô, 700g tép, thay tép mình ra muối ớt, bảy trăm gram tép thì mình cho một muỗng canh muối ớt, muỗng lên lưng. Muỗng canh đường, gan với nó cạn cạn nước, nó hơi sánh sánh lại là được. Tiêu vô chả thác lát là mình đánh lên nó cũng chua, tiêu với tỏi phi vàng. Được nữa hạt lên những cái mà nó chót muỗng đường chút. Tới đây mình dùng tay mình nhồi chả, chả cá của mình nó sẽ dai hơn là mình dùng muỗng. Nó sôi thì dứt chả bỏ vô. Chả sôi lên rồi để tép vô, nấu này chả cá với thêm 300g tép, 200g chả. Chanh, muối, đường, hạt nêm. Xuống
mình nấu lít rưỡi nước đó. Chanh mình nặng ra mình cân 100 gram, rồi 2 muỗng hạt nêm, 2 muỗng đường, nửa muỗng canh muối, tất cả là muỗng canh không. Canh chín mình tắt bếp, mình cho dầu tỏi đã phi vàng vô. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị nha. Nếu thấy hay thì hãy tặng cho mình một like và đăng ký kênh nha. Bye bye.